Hello các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại video tiếp theo trên kênh Miền Núi Tây Bắc của Lượng. Hiện tại Lượng đang có mặt tại chợ phiên Đồng Văn. Chợ nơi đây thì họp vào sáng ngày Chủ nhật hàng tuần nhé. Ở đây thì rất là nhiều những cái mặt hàng nông sản, đặc sản địa phương và những cái sản vật của đồng bào vùng cao họ mang ra chợ để bán nhé. Hôm nay thì Lượng sẽ đưa các bạn khám phá từ đằng sau chợ nhé. Ở đây là khu vực họ để xe này, rất là nhiều xe luôn này các bạn ạ. Hiện tại chợ cũng khá là đông rồi. Đây là khu vực chơi chim này. Đấy, những ông anh ông chú họ mang chim mi ra ngoài chợ này khá là nhiều. Đây là khu vực dành riêng cho các vị ông nha các bạn ạ. Đây thì đa số là chim mi thôi, ngoài ra thì không có con chim gì khác đâu. Chim này mình bán bao tiền một con đây anh? 5-600 một con, cho em xem tí. Ôi đẹp nhờ. Tiếp đến khu vực này là khu vực họ bán động vật này. Theo Lượng quan sát đây thì họ bán gà, bán lợn đen, chó này rất là nhiều nhá. Ở bên trong này là khu vực họ bán chó này, bán lợn này, đa số là lợn đen thôi các bạn ạ. Ở đây thì những cái chú lợn đen rất là to luôn này các bạn ạ. Chị ơi, con này mình bán bao tiền đấy? Vâng. $3 triệu à? Ui giời, lợn đây to đẹp thật các bạn ạ. Lợn đây thì họ sẽ không xuống 8 tăng trọng đâu. Đang chia tiền à? Chia cho em một nửa. Bán lợn à chú? Tiền bán lợn à? Bán lợn đi. Bán một con được bằng đấy à? Ở đây gà thì họ mang ra chợ bán cũng khá là nhiều. Nói chung là mỗi một phiên chợ ấy thì họ lấy động vật ra chợ bán từ lúc trời chưa sáng hẳn đâu. Một số người ở những cái bản làng xa xôi ấy thì họ sẽ phải đi từ lúc 3-4 giờ sáng. Và một số người còn xa hơn nữa thì họ đến từ chiều hôm trước và ngủ tại chợ ở nơi đây luôn. Họ mang động vật đi, hoặc là ngủ tại chợ và mang nông sản đi cũng ngủ tại chợ luôn. Ở đây thì có ông anh mua được hai chú bò đang dắt về, nhưng mà hiện tại khu vực này rất là đông người nên là khó dắt. Đây thì rất là nhiều lợn đen này, những cái chú lợn đen giống thì họ chở ra chợ này, họ thường cho vào bao tải hoặc lồng cho ra chợ đi. Xong rồi ra đây họ sẽ buộc dây quàng qua nách để bán nhá. Mỗi người thì tầm 1, 2 con, 3, 4 con, 5, 6 con chẳng hạn. Còn lợn này chắc là vẫn muốn đi chơi chợ này. Chưa muốn về. Các bạn ạ, chợ phiên Đồng Văn này thì là vẫn còn lưu giữ được những cái nét văn hóa truyền thống của đồng bào trên vùng cao nhé. Chợ phiên là một trong những nơi hội tụ tất cả các nền văn hóa của đồng bào và những cái sinh hoạt cuộc sống thường ngày của họ. Ở đây thì mỗi người có tầm 5-6 con lợn đen, họ buộc dây quàng qua nách đi, xong mà đứng cầm dây để bán ở chợ này. Đây đây, lông rất là dài nhé. Lợn ở vùng cao thì đa số 100% là sẽ không có cám tăng trọng đâu các bạn ạ. Ở ngay khu vực trước mặt Lượng đây là khu vực họ bán bò này. Ở trên này thì họ nuôi được rất là nhiều bò, cho nên là mỗi phiên chợ ấy họ dắt bò ra để bán, để sắm sửa những vật dụng cần thiết trong cuộc sống.
Ở đây rất là nhiều bò luôn này, mỗi phiên chợ chắc phải tầm mấy trăm chú bò được dắt ra ngoài chợ này để bán. Bò to, bò nhỏ, có hết nha các bạn ạ. Anh ơi, cho em hỏi tí con này mình bán bao tiền đấy? 50 triệu à? À 30 triệu à? Con này hay nhỉ, đầu trắng bốp, người lại vàng. Đẹp thật. Con này mình nuôi lâu chưa? Nuôi được 5 chưa anh? Một số người thì mang gà đi bán cũng đứng ở khu vực họ bán bò này luôn này. Những mặt hàng được bày bán ở chợ nơi đây thì không có gì gọi là cao sang cả các bạn ạ. Có người thì mang 1-2 nắm rau hoặc là 1-2 con gà mà nhà chợ bán, và họ ở đây là đến để chơi chợ nữa các bạn ạ. Nói chung là một cái nét văn hóa đồng bào của vùng cao. Ngay ở khu vực họ bán bò ấy thì trong này là những cái quán nước để cho bà con đi bán bò ngồi uống nước và họ ngồi uống rượu nữa. Đây thì họ uống rượu ngô với hút thuốc lá, là nhiều thuốc lào và nhiều các bạn. Cháu chào bác ạ. Bác ơi, cháu hỏi tí cái này bác bán bao tiền đấy? Cái này 1 triệu đấy. 1 triệu à, cháu xem tí được không? Ôi nhìn đẹp nhỉ bác nhỉ. Cái dây này để dùng để làm gì đấy ạ? Cái này á? Vâng. Cái này là để cái kia đấy. À, để cho nó đẹp thôi chị ạ. Cháu xem tí. Ôi cái khen rất là đẹp luôn này. Cái này thì họ làm rất là tỉ mỉ nhá. Lên thì mình đánh hết. Đặt tay nhá, nhưng mà lên thì... Đây là khu vực họ bán rượu ngô này. Ngay bên cạnh khu vực họ bán rượu ngô là những cái quán nước để cho các ông chú và cô ngồi tâm sự, rót đồ chén rượu ngô ra nhâm nhi tâm sự. Đây là khu vực họ bán quần áo trang phục thổ cẩm của người Mông này. Góc bên trong này là góc của mình, những bà cô người Hơ Mông họ bán những cái trang phục thổ cẩm của đồng bào Hơ Mông ở nơi đây nhé. Chào em gái nhá, hôm nay bán được nhiều quần áo cho em gái? Hôm nay bán được ít thôi ạ. Ít thôi à? Còn quần áo trẻ con đúng không? Dạ. Quần áo trẻ con hay quần áo người lớn đấy? Không, lại đây là của người lớn. Váy của người lớn. À, cái váy kia là của người lớn à? Vâng. Thế em gái năm nay bao tuổi rồi? 19 tuổi. 19 tuổi à? Vâng. Lấy chồng chưa? Có rồi. Có chồng chưa? Vâng, có. À. Rồi, chúc em đắt hàng nhá. Chào chị nhá. Cái áo mỏng dính như cánh chuồn chuồn luôn đấy nhở. Chào chị gái nhá, quần áo mình bán thế nào đấy chị? Cái này thì bán bao tiền một bộ đấy? Dạ, 100 một cái ạ. À, 100 một cái á. Thế là đa số là quần áo của chị em gái, không có quần áo đàn ông đâu nhỉ? Đàn ông ở bên kia. À, và... Một đứa hả nhô là hả? Một đứa 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 hả?
Chào cô ạ. Cái này là cô tự thêu hả cô? À, đẹp nhỉ cô nhỉ? Úi dồi ôi, cái này họ thêu từ những cái bàn tay khéo léo của họ. Thêu những cái họa tiết hoa văn đồ thổ cẩm này rất là đẹp luôn. Cái này là cái túi ạ, đâu? Cái túi chứ nhỉ cô nhỉ? Ôi cái túi này đẹp thế. Để các bạn thấy này. Thêu rất là đẹp luôn. Ôi túi à? Cái này để làm gì đấy? À, cổ áo à? À cô lại không biết tiếng Kinh. Ôi đẹp thật đấy các bạn này, xem những cái họa tiết hoa văn mà đồng bào trên này họ thêu này từ bàn tay khéo léo của họ này. Bên trong này là khu vực ẩm thực của chợ phiên đây nhá. Những cái quán phở ở đây thì đa số là họ bán những cái bánh phở mà đồng bào trên này họ tự tráng bằng tay nhá. Và thịt lợn đen và thịt gà bản các bạn ạ. Cho nên là những cái bát phở ở tại chợ phiên ấy lúc nào cũng ngon nhá. Này bán được nhiều hàng chưa cô? Đồng bào vùng cao thì họ hay sử dụng những cái gùi để đi chợ này. Mua được thứ gì thì họ sẽ cho vào gùi, xong là gùi về nhà nhé các bạn ạ. Đây thì có hai mẹ con đang chọn mua những cái chậu để đựng thức ăn cho động vật. Cái này thì làm từ lốp xe ô tô. Nói chung là trên vùng cao thì họ hay có cái này để bán. Chào mấy cô nhá, đang đứng tâm sự gì đấy? Ôi mình có bộ trang phục đẹp quá, cho xem quần áo tí. Trang phục rất là đẹp nha các bạn ạ. Ngại à? À ngại thôi không chụp nữa. Ở góc này thì mình thấy họ bán gùi này, ở đây rất là nhiều gùi nhá. Họ đan từ cái tre và cái trúc, rất là đẹp luôn này các bạn ạ. Thế cho bà hai con này dùng để làm gì đấy hả bà? Đây họ có hai con nhái này. Bắt tụi ni mắm mò ni hò. À. Là bùa. Mắm mò cho nó ni hò. À, chắc họ làm bùa các bạn ạ, dùng đuổi ma. Đúng là làm bùa đúng không? À. Đây mình thấy có cái chim con hổ này. Đấy. Cái này là cái của quý con hổ đấy các bạn ạ. Và ít ra cốt đồng. Ở góc bên này thì Lượng thấy những bà cô người Hơ Mông họ bán một số cái hương mà đồng bào trên này họ tự làm, xong mang ra chợ để bán. Đây là góc họ trao đổi buôn bán cao này. Và những cái mặt hàng cuốc này và lưỡi cày này. Chú ơi, cái này dùng để làm gì đấy? Dùng để cho bò. Để bò, cho bò đeo móng bò ấy à? Vâng. Trao đổi buôn bán cào anh. Mua cào cũ bán lại cào mới. À đây mấy con dao phát nương này đẹp nhờ. Cái này mình tự đánh hả anh? Cái này tự đánh rồi. Để họ bán bánh rán này. Cái bánh dài dài ở đây gọi là bánh gì hả cô? Chuối. À, bánh chuối à? Chuối, bánh khoai.
Thôi chào cô nhá, mình bán nhiều gừng nhà cô nhà. Góc bên này họ chuyên về gừng luôn. Phụ nữ vùng cao rất là xinh này, xinh một cách tự nhiên luôn các bạn ạ. Cái này là cái lọ gì đấy em gái? Cái này cái lọ gì đấy? Cái này cái lọ đen đen này này. Hả? Em bán mà không biết à? Em gái năm nay bao tuổi rồi? Dạ em 16. 16 tuổi à? Vẫn còn đi học chứ? Hay ở nhà lấy chồng rồi? Ở nhà. À, thế lấy chồng chưa? Chưa. Chưa. Thế anh kéo em về làm vợ được không? Được không? Lại không à? Hả? Kéo nhá, tí anh kéo hết hết phiên chợ anh kéo em về nhá. Có nhiều quả ốc chó nha. Tàn thất, mùa hoa tàn thất. Này mang về pha nước uống. Này an thần thì rất tốt nha các bạn, mang về pha nước uống kiểu pha chè uống ấy. Ai mất ngủ mang về pha uống này. Trà hồng sâm, bát tiên, táo mèo ngâm rượu này, chuối hột rừng, rất là nhiều đồ ngâm rượu các bạn ạ. Và kia là chè rào cổ lam em. Ờ. À. Cháu chào cô nhá. Cô ơi, cháu hỏi đây là cái quả gì đây à? Chó chân đấy. Chó biết tiếng giống cậu nè. Cậu biết nói tiếng phổ thông à? Cái này dùng để ăn à? Ừ, à đấy. Lấy trên rừng về à? Ừ. Ui, đổ hết rồi. Mấy mẹ con này bán được nhiều quần áo chưa? Chú ơi, cháu hỏi đây là cái gì vậy ạ? À? Cái này đấy. À, để đeo là sau lưng à? À vâng, vâng, cháu cảm ơn ạ. À, vô đánh không bị đau à? Cái này là cái dây gùi này các bạn ạ. À vâng, cháu... Đây là khu vực họ bán mạch chữa bệnh này và bán những cái lá bùa nha các bạn ạ. Và những cái giá cốt động vật dùng để họ có rất là nhiều những cái mặt hàng da động vật đây, mình da mèo rừng, da hồ ly bán này. Đây các bạn có thể thấy này, đây là da động vật này, họ bán khá là nhiều. Đây là da mèo rừng này. Đấy. Da con hồ ly này. Họ dùng để đuổi ma nha các bạn ạ. Rồi ôi, rất nhiều luôn này. Và dùng để cho vào lá bùa để đi đâu không sợ bị ma bắt nạt. Và bên này là có một túi xương cốt động vật này. Ôi trời ơi, đây là hàm con gì đấy? Cái này hàm con gì đấy cô? Con gì ạ? Con này là không biết là con gì đấy các bạn ạ. Nhìn bộ hàm nó ghê thật. Hai cái răng nanh này. Rất là nhiều mặt hàng. Đây là cái chim của con hổ các bạn ạ. Rồi nhiều thế. Toàn là cái xương cốt động vật thôi, động vật lạ thôi. Cả bàn chân khỉ này, rất là nhiều. Xương kỳ đà. Còn đây là những cái lá bùa để treo ở cổ này. Đây các bạn ạ, đây là da cốt của con gấu này. Em biết cái này con gì không? Nhiều con gấu ấy nhỉ? Rất là nhiều loại da động vật luôn này các bạn ạ. Có những con này, 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 con
biết hay catch tàu còn nhiều thiết